Kênh Đất và Rẻ tại giai đoạn Phong Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng đây là ngay ngã tư đường nhựa kết nối từ quốc lộ 55 về Tam Phước quý anh chị ha. Ngay ngã tư này giống quý anh chị, ngay chợ Ngãi trung tâm y tế luôn ha. Đó, đây là đường quốc lộ 55, anh chị quẹo phải là về thành phố Bà Rịa, còn quẹo trái là đi về Hồ Tràm, Hồ Cốc, Lân Rừng giống quý anh chị. Cách biển Phước Hải khoảng độ tầm 10 km, 15 km, rồi cách biển Long Hải khoảng độ 8 km ha. Thì hôm nay em có sản phẩm là mặt tiền chợ kinh doanh buôn bán sầm uất mọi ngành nghề nha quý anh chị ha. Giá cực kỳ ngọt luôn, bán chỉ trong 1 tuần nha quý anh chị. Tại vì chị đang kẹt tiền bán trong 1 tuần, nếu mà bán không được thì chỉ vay ngân hàng quý anh chị ha. Nên là chị chủ nhờ em bán gấp nha quý anh chị ha. Đây, trước mặt mình là kinh doanh buôn bán quý anh chị ha. Cả mua người bán, cả đi cả qua người lại rất chi là đông đúc luôn ha. Đây miếng đất mình là bên tay trái nha quý anh chị. Thì ở đây là hiện tại là cái khu vực của mình là không có phải là bán cá nên là nó không có hôi quý anh chị ha. Đây là bán đồ ăn uống thôi. Đây nè, kinh doanh thuốc tây quần áo là đây nha quý anh chị ha. Ngang 49 sâu 17, nhưng mà thực tế là ngang 49 sâu 18 mét rưỡi nha quý anh chị ha. Thực tế sử dụng nha quý anh chị. Đất mình là đã full hết thổ cư rồi. Còn bên đây là hiện tại là anh Trinh Bình Dương quý anh chị ha, anh đang cho thuê nha quý anh chị. Miếng đất của mình là bên tay trái quý anh chị ha. Đây đất mình vuông vức luôn ha. Đây nè, hiện tại là chủ kẹt tiền xoay sở nên là cần bán gấp quý anh chị ha. Thì đây là em quay vô quý anh chị ha. Bên này là ông anh đã rào rồi, bên này là xây nhà một trệt một lầu ha. Thì bên hông mình có một cái lối thoát hiểm thông thoáng phía bên tay trái nha quý anh chị, cặp cái nhà này ha. Thì có một cái hẻm lối nhỏ ha, nên anh chị mà làm nhà có thể mở cửa ra được không quý anh chị, mở cửa phía bên hông được ha, cửa sổ rồi đối diện mình này. Không xe đi kẹt đường luôn nha quý anh chị. Bên này là bán đồ ăn nè, thức uống rồi tắc tặc quý anh chị ha. Tại vì đây là mặt chợ rồi, em nói là đây là chợ xã Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chợ này là tập trung bán buôn bán là chợ chiều quý anh chị ha. Buôn bán này không kín kịch kịch cho quý anh chị. Thì ở chợ nó đông nó ồn nên là em tắt âm lượng quý anh chị ha. Ví dụ như mà anh chị nào mà ở khu vực đây ha, thì ví dụ như chồng làm công chức, còn hoặc là làm công ty như quý anh chị, còn ở nhà vợ mình có thể mở cửa rồi kinh doanh buôn bán hoặc là đầu tư sinh lời cũng được ha. Tại vì đây là vị trí này là có thinh tính thanh khoản nhanh nha quý anh chị. Mua bán lúc nào cũng được nha quý anh chị ha. Tại vì đây là mặt chợ. Nè, đường này là đường kính luôn ha. Buổi sáng thì ô tô vô được nha quý anh chị, còn buổi chiều thì đi xe máy vô thôi ha. Tại vì người ta tiểu thương buôn bán rồi nha quý anh chị ha. Đường mình là đường thông luôn. Ở bên tay trái mình có làm nail, làm tóc này, rồi gội đầu dưỡng sinh các thứ ra quý anh chị ha. Kinh doanh buôn bán tấp nập luôn ha. Đây nha quý anh chị, đây em đang thông ra đường đường khác luôn quý anh chị. Em đi nói chung đường và đường thông, hôm nay em quay chi tiết ra quý anh chị, ví dụ như ở xa thì xem chi tiết ha. Tại vì chủ bán cạc tiền bán trong khoảng độ tầm tới 3 4 ngày thôi nha quý anh chị. Nên là anh chị nào mà thích thì cứ liên hệ cho em ha. Giá chỉ có 1,850 thôi, sẽ hôm nay bộ đất này kín kinh kịch nha quý anh chị, khu dân cư này san sát hết luôn ha. Này nè, đường này là đường nhựa chính ha, đường nhựa đường số 16 nha quý anh chị, đường nhựa ha. Thì khu vực này thì có đây là chợ này, có Bách Hóa Xanh quý vị, mà Bách Hóa Xanh đây ha. Đây là đường quốc lộ 55. Thì anh chị cũng quẹo phải là đi về thành phố Bà Rịa, quẹo trái là về Lăng Rừng Xuyên Mộc. Được cái là vị trí mình sát biển quý vị ha, cách biển chỉ có 8 km luôn. 8 km thôi là anh chị đi tắm biển được ha. Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng rồi vừa kinh doanh luôn, miếng này là rồi tính thanh khoản nhanh. Nên là cái miếng này là hội tụ rất chi là nhiều cái yếu tố nha quý vị. Đầu tư sinh lời. Nên là anh chị an tâm ha, nếu mà bỏ tiền vào miếng này được cực kỳ ok luôn. Em quay sang cái sổ cho quý vị xem ha. Đây là cái sổ nha, tổng diện tích là 83,3 m² sử dụng riêng. Đất ở là 83 m² rồi nha quý anh chị. Đất mình là đất ở lâu năm ha. Đây là vị trí nè, vị trí của mình là trước chợ ha.
Trước là chợ An Ngãi nha quý anh chị. Này mình là Phun Hồng. Quy hoạch đất ở hết quý anh chị ha. Cái này là chủ bao giấy phép xây dựng luôn nha quý anh chị. Xây dựng tự do ha. Nè, em quay sơ vị trí. Đây là vị trí chấm đỏ quý anh chị ha. Thì anh chị thấy trước mặt là chợ nè. Kinh doanh buôn bán nè. Đây là bách hóa xanh đây ha. Bách hóa xanh chợ Ngãi đây, bách hóa xanh nè. Bên đây là ủy ban nè, ủy ban dân rồi công an xã Ngãi đây ha, sát luôn. Anh chị tham khu dân cư kín kiên kịch trong quý chạy. Bên này là thị trấn Long Điền ha, còn đây là thành phố Bà Rịa quý chị ha. Từ vị trí chấm đỏ này anh chị đi về biển Long Hải khoảng độ 8 km ha, tới biển Long Hải rồi biển Phước Hải khoảng độ tầm 15 km nha quý chị. Rồi còn từ vị trí của mình đây cách biển Hòa Tràm khoảng độ tầm 25 km là tới ha. Vừa kinh doanh đầu tư vừa nghỉ dưỡng thoải mái nha quý chị ha. Đây là tính thanh khoản nhanh ha, nên là anh chị an tâm nha. Khu dân cư kín hết luôn nha quý chị. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Sẵn đây em xin giới thiệu thêm là anh chị nào mà có đất hoặc nhà cần bán thì liên hệ em ra bán phụ quý chị ha. Em tới em review chi tiết, em tới em quay sản phẩm anh chị, em không lấy tiền công thù lao quay phim quý chị ha. Rồi em xin kết thúc video ở đây, nhớ like và đăng ký kênh nha quý anh chị.